Y tế đang quá tải, Bình Dương sẽ có trường đại học y đầu tiên. Hàng trăm học sinh ở Nghệ An nhiễm COVID-19, nhiều trường chuyển học trực tuyến. Nguy cơ từ hàng loạt động vật mắc COVID-19. Thêm một nước Đông Nam Á phát hiện ca mắc biến chủng Omicron. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 12, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết Thường trực tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương về việc thành lập trường đại học y trên địa bàn. Hiện các đơn vị liên quan đang xây dựng hoàn thiện thủ tục pháp lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo lĩnh vực y trong năm 2022. Theo kế hoạch, trường đại học y này sẽ đóng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tận dụng cơ sở hạ tầng và quỹ đất hiện có. Dự án mới có chủ trương và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thông tin. Bình Dương có dân số khoảng 2,6 triệu dân, chưa kể một số lượng lớn người lao động ngoại tỉnh đến tạm trú, hiện trên 500.000 người. Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương có khoảng 2.000 y bác sĩ đang công tác tại sở y tế công lập. Địa phương có khoảng 2.000 y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Với số lượng y bác sĩ như trên, khó đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh thông thường của người dân. Trong khi phải đảm bảo nhiệm vụ theo dõi điều trị bệnh nhân COVID-19, Bình Dương đang điều trị tại cơ sở y tế cho trên 2.000 F0 và khoảng 60.000 F0 tại nhà. Mặc dù thiếu nhân sự, nhưng Bình Dương phải bố trí gần 200 y bác sĩ làm nhiệm vụ ở 162 trạm y tế lưu động để điều trị F0 tại nhà. Do đó, dù ngành y tế Bình Dương nỗ lực hết sức, vẫn chưa thể đáp ứng và đang quá tải. Theo tiêu chuẩn từ 8 đến 10 bác sĩ trên 1 vạn dân, tuy nhiên hiện Bình Dương đang có khoảng 7 bác sĩ trên 1 vạn dân. Để đáp ứng nhu cầu, Bình Dương đang tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ và kiến nghị Trung ương tăng biên chế sự nghiệp ngành y tế cho tỉnh, đồng thời khẩn trương hoàn thiện và đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường trong 6 tháng đầu năm 2022. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, đợt dịch thứ tư, Nghệ An ghi nhận 366 học sinh là F0, nhiều trường học đã chuyển học trực tuyến. Ngày 15 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, tính từ đợt dịch lần thứ tư 15 tháng 10 đến nay, địa phương ghi nhận tổng cộng 366 học sinh là F0, trong đó có 105 em đã xuất viện. Số bệnh nhân còn điều trị là 261 em ở tất cả các cấp học. Số học sinh mắc nhiều nhất ở bậc trung học cơ sở với 95 em. Số học sinh F1 hiện còn cách ly là 4.354 em. Ngoài ra, 31 giáo viên và nhân viên trường học nhiễm COVID-19, trong đó điều trị khỏi 12 ca, hiện còn điều trị 19 người. Tổng số giáo viên F1 còn đang cách ly là 827 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp, địa phương trưng dụng 86 trường mầm non ở các huyện Quỳnh Lưu, Tương Dương, Quỳ Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Tân Kỳ làm điểm cách ly tập trung. Tại huyện Con Cuông, Ban phòng chống dịch COVID-19 huyện đã quyết định thành lập cơ sở thu dung, quản lý điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại trường tiểu học xã La Khê với quy mô gần 100 giường bệnh. Hiện nay có 3 đơn vị cấp huyện gồm Anh Sơn, Yên Thành và thị xã Cửa Lò đang dạy học trực tiếp 100%. 18 địa phương còn lại vừa kết hợp trực tiếp, vừa kết hợp trực tuyến. Riêng thành phố Vinh, các khối 9 đến 12 học trực tiếp, còn lại đang học trực tuyến. Hiện Nghệ An đã tiêm vaccine mũi 2 cho giáo viên đạt 98,8%, số còn lại do bệnh nền, bác sĩ chưa chỉ định tiêm. Số học sinh trung học phổ thông tiêm mũi 1 đạt 96%. Học sinh trung học cơ sở tại một số huyện thành đã triển khai tiêm cho học sinh trung học cơ sở, tổng số là 15.932 trên 110.817. Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 5.978 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 địa phương. Số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện là 4.773 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân qua đời là 31 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.174 bệnh nhân. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, các nhà khoa học đang chạy đua để đánh giá sự lây lan của virus corona ở động vật hoang dã và vật nuôi, cũng như mối đe dọa của chúng đối với con người. Một năm trước, nhân loại đã khởi động một chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 cho con người. Trong những tháng gần đây, các vườn thú trên khắp thế giới đã bắt tay vào việc tiêm chủng cho động vật với một loại vaccine được thử nghiệm. Đây được coi là một biện pháp phòng ngừa cho thú vật trước COVID-19. Trong khi đó, các nhà khoa học thú y đang cố gắng tìm hiểu quy mô lây nhiễm ở vật nuôi và những ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng cũng như con người. Tuần trước, hai con hà mã tại vườn thú Antwerp của Bỉ đã trở thành ca mắc COVID-19 mới nhất ở động vật. May mắn thay, chúng không có triệu chứng gì ngoài sổ mũi. Nhưng những con vật khác thì không may mắn như vậy. Nguy cơ lây lan giữa các loài.
Vào tháng 11, ba con báo tuyết đã chết vì các biến chủng liên quan đến COVID-19 tại vườn thú ở Nebraska. Các vườn thú khác đã báo cáo về các ca nhiễm ở khỉ đột, sư tử, hổ và báo sư tử. Mặc dù SARS-CoV-2 được cho là có nguồn gốc từ một loài động vật có thể là rơi, cho đến gần đây, các trọng tâm khoa học vẫn chủ yếu là về các ca mắc ở con người. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu của đại dịch, các nhà khoa học đã quan ngại về khả năng lây nhiễm ở các động vật khác. Margaret Hosey, giáo sư về virus học tại Trung tâm Nghiên cứu Virus của Đại học Glasgow, cho biết virus corona có khả năng lây lan giữa các loài, vì vậy nhiều người luôn dự đoán rằng sẽ có nhiều loại vật nuôi và động vật hoang dã có thể bị mắc bệnh. Vị giáo sư cho biết, nếu các động vật khác có thể bị nhiễm và lây truyền virus, điều này có thể gây áp lực lên virus để chúng thích nghi và có các đột biến mới, từ đó làm tăng khả năng xuất hiện các biến chủng mới có thể lây truyền trở lại con người. Báo cáo đầu tiên về ca nhiễm ở động vật được đưa ra vào tháng 2 năm 2020 khi một con chó ở Hồng Kông, Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính. Chú chó có thể đã lây nhiễm từ chủ nhân mắc COVID-19. Kể từ đó, rất nhiều báo cáo về chó và mèo mắc COVID-19 đã xuất hiện. Các vật nuôi khác thường ít có khả năng bị lây nhiễm hơn, chẳng hạn chưa có ca nhiễm nào ở cá vàng được báo cáo. Nghiên cứu sâu hơn đã cho thấy rằng các ca nhiễm ở chó và mèo là tương đối phổ biến. Các nhà khoa học ở Hà Lan đã phát hiện ra rằng trong 20% hộ gia đình họ đến thăm, nơi chủ nhà có kết quả xét nghiệm dương tính, chó và mèo đã có kháng thể đối với loại virus này. Hiện tại, việc virus lây lan giữa người với người vẫn có khả năng dẫn đến những biến chủng mới nhất. Với tỷ lệ lây nhiễm đang cao diễn ra, con người vẫn mang nguy cơ đối với vật nuôi của mình lớn hơn nhiều so với những người khác. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, giới chức y tế Philippines ngày hôm nay xác nhận nước này phát hiện 2 ca dương tính với biến chủng Omicron. Đây đều là người mới nhập cảnh vào Philippines từ các chuyến bay quốc tế. Bệnh nhân đầu tiên là một công dân Philippines trở về từ Nhật Bản vào hôm 1 tháng 12 qua chuyến bay số hiệu PA0427 của hãng hàng không Philippine Airlines. Ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và được đưa vào cơ sở cách ly hôm 7 tháng 12. Khi nhập cảnh, ông có triệu chứng cảm lạnh và ho. Tuy vậy, các triệu chứng này đến nay đã không còn. Bệnh nhân thứ hai là một công dân Nigeria. Ông từ Nigeria đến Philippines hôm 30 tháng 11 trên chuyến bay số hiệu VKI843 của hãng hàng không Oman Air. Ông cũng có kết quả dương tính vào hôm 7 tháng 12 và được đưa đi cách ly. Người này không xuất hiện triệu chứng. Bộ Y tế Philippines cho biết cơ quan này đang xác minh kết quả xét nghiệm và tình trạng sức khỏe của mọi hành khách trên 2 chuyến bay trên. Cơ quan này muốn có thông tin về các ca bệnh khác cũng như những trường hợp xuất hiện triệu chứng của COVID-19 sau khi nhập cảnh. Kể từ đầu năm 2020 đến nay, Philippines đã ghi nhận 2,84 triệu ca nhiễm và hơn 50.000 ca qua đời do COVID-19 và thuộc nhóm những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực. Tình hình dịch bệnh tại Philippines đang có những diễn biến tích cực trong thời gian qua, khi số ca mắc mới mỗi ngày giảm xuống chỉ còn vài trăm trường hợp, con số thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Tuy vậy, giới chức Philippines vẫn đang phải cảnh giác với nguy cơ từ biến chủng mới. Tiến sĩ Teodoro Hebosa, cố vấn của Philippines về đại dịch COVID-19, khuyến cáo thời gian giữa mũi vaccine thứ 2 và thứ 3 nên được rút ngắn. Ông cũng khuyên người dân tiếp tục tự bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang và tiêm vaccine. Thông tin này đã khép lại bản tin dịch bệnh COVID-19 của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới. Mong quý vị hãy bớt chút thời gian để chú ý đón xem. Còn ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác.